Bitcoin đã xuất hiện tín hiệu cho thấy lực mua đã bắt đầu tham gia trở lại thị trường và tiềm năng có thể thúc đẩy cho xu hướng tăng trước đó được tiếp diễn và xảy ra thêm một lần nữa. Kèm theo đó là Fed đã dự báo rằng là suy thoái kinh tế sẽ diễn ra vào thời điểm cuối năm nay. Và chi tiết của những thông tin này mời anh chị và các bạn theo dõi tiếp trong video này nha. Hey, xin chào anh chị và các bạn, lại là Huy đây, người đồng hành cùng anh chị và các bạn trong các video về lĩnh vực tài chính và thị trường crypto theo góc nhìn tin tức. Như mình đã có chia sẻ trong video trước thì chúng ta cần phải quan sát rất là kỹ khi mà giá Bitcoin đã chạm về khu vực hỗ trợ quan trọng trên khung thời gian ngày, đó là vùng 26 cho đến 27.000 đô. Và tại đây, nếu như có setup đảo chiều tăng giá thì chúng ta có thể thực hiện những vị thế chúng ta mua vào với điểm cắt lỗ khá là ngắn. Trường hợp ngược lại là khi mà vùng giá 26.000 đô của Bitcoin bị phá vỡ thì cấu trúc xu hướng tăng giá của Bitcoin cũng sẽ bị nguy hiểm. Sau video ngày hôm qua thì giá của Bitcoin đã đóng nến phiên ngày bằng một cụm nến nhắn chìm tăng giá hay các bạn, Bullish Engulfing, và đây là một cụm nến cho thấy rằng là lực mua đã bắt đầu tham gia trở lại thị trường và bắt đầu chiếm ưu thế hoàn toàn so với lực bán. Và các bạn thấy được là setup tăng giá này nó đã được xuất hiện khi mà giá sau một nhịp sóng điều chỉnh về vùng 26 cho đến 27.000 đô. Đây chính là một khu vực key level quan trọng trong một xu hướng tăng, bởi vì đây chính là vùng đáy dẫn đỉnh cao nhất trong một xu hướng tăng này các bạn. Sau khi mà giá nó đã điều chỉnh và xảy ra một giai đoạn giá đi ngang và tích lũy trong một cụm nến, đó là cụm nến Inside 3. Cái nến 2 ngày trước là một cái nến phá xuống nhưng mà không thể tiếp tục giảm rồi các bạn. Và cái nến ngày hôm qua đã đóng nến là một cái nến tăng mạnh. Điều đó cho thấy là lực mua đã bắt đầu tham gia trở lại thị trường. Với lực mua đã bắt đầu tham gia trở lại thị trường tương đối mạnh như thế này thì chúng ta có thể kỳ vọng là giá của Bitcoin vẫn sẽ tiếp diễn cấu trúc xu hướng tăng của nó bằng việc là giá sẽ quay lên để retest lại vùng kháng cự quan trọng là vùng 30 đến 32.000 đô trên khung thời gian ngày. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một kịch bản thứ hai, đó là giá của Bitcoin vẫn sẽ tiếp tục giảm và nó sẽ phá thủng khu vực 26.000 đô này ha các bạn. Bởi vì chúng ta đang có một tín hiệu giảm, đó là sự phân kỳ đỉnh giảm giá khi mà giá tạo đỉnh sâu cao hơn đỉnh trước, nhưng mà trên chỉ báo RSI nó lại tạo các đỉnh sâu thấp hơn đỉnh trước và chỉ báo động lực MACD cũng như vậy. Cho nên chúng ta không loại trừ các khả năng là giá của Bitcoin sẽ giảm tiếp và thủng khu vực 26.000 đô này. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ đặt điểm cắt lỗ ở dưới khu vực 26.000 đô. Cho nên chúng ta sẽ cài điểm cắt lỗ ở vùng 26.000 đô và nếu như giá giảm về vùng 26.000 đô thì chúng ta sẽ bị cắt lỗ. Lệnh giao dịch này thì nó đang có tỷ lệ risk reward là 2.5 ha các bạn. Tức là mình sẽ cắt lỗ khi mà giá nó chạm về vùng 26.200 đô và chúng ta sẽ chốt lời khi mà giá tăng lên quanh khu vực 32.186 đô ha các bạn. Tức là chúng ta sẽ bị mất 1 đồng nếu chúng ta bị cắt lỗ, còn nếu như chúng ta chốt lời thì chúng ta sẽ nhận được 2.5 đồng. Và đó cũng chính là những tín hiệu tốt của Bitcoin trên khung thời gian ngày trong trung hạn. Còn trong ngắn hạn thì Bitcoin vẫn đang diễn ra cấu trúc đó là xu hướng giảm các bạn. Khi mà vùng đỉnh dẫn đáy thấp nhất trong một xu hướng giảm là vùng 30.500 đô vẫn chưa bị phá vỡ. Với nhịp sóng tăng lần này của Bitcoin thì chúng ta có thể kỳ vọng là trong ngắn hạn Bitcoin sẽ tăng lên quanh khu vực Fibonacci 0.618 là vùng 29.100 đô thôi các bạn, và cao nhất thì nó có thể tăng lên được vùng 30.500 đô. Với quan điểm của cá nhân mình thì xu hướng của khung thời gian tuần và khung thời gian ngày vẫn đang là xu hướng tăng. Và khi mà khung thời gian ngày đã quay về và retest lại vùng hỗ trợ 26-27.000 đô này và có tín hiệu là tăng giá thì mình sẽ vào lệnh ở trên khung thời gian ngày, bởi vì là nó đang có độ tin cậy cao hơn so với những khung thời gian ngắn hạn hơn, đó là khung thời gian 4 giờ hả các bạn. Bây giờ có phải là thời điểm để mua Bitcoin hay là không, khi mà Fed đã dự báo rằng là suy thoái kinh tế sẽ diễn ra vào thời điểm cuối năm nay? Có 24% đã dự đoán là suy thoái kinh tế sẽ diễn ra từ quý 3 năm nay và 22% dự đoán là suy thoái kinh tế sẽ diễn ra ở quý 2 năm 2024. Trong biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây tại Mỹ có thể sẽ đẩy nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái trong năm nay. Ở cuộc họp tháng 3 của FOMC đã lưu ý rằng là nguy hiểm tiềm tàng đến từ việc là ngân hàng Silicon Valley nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến nền kinh tế. Nhưng mà phó chủ tịch Fed đó là Michael Barr đã cho rằng là hệ thống ngân hàng tại Mỹ vẫn đang rất là mạnh. Cùng với nhận định suy thoái kinh tế thì Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm từ 3.4% xuống mức 2.8% trong năm nay. Điều này cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ giảm đi
và họ còn dự đoán lạm phát sẽ khó giảm về mục tiêu trước năm 2025. Với tình hình hiện tại, chúng ta cũng đang chứng kiến là nền kinh tế Mỹ đang có sự bất ổn. Từ khủng hoảng thanh khoản của các ngân hàng, lạm phát vẫn ở mức 5%, cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed là 2%. Lãi suất có khả năng cao sẽ tiếp tục tăng thêm 0,25%, nên việc tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp và người dân sẽ trở nên khó khăn hơn, cũng như là các khoản nợ của doanh nghiệp sẽ trở nên nhiều hơn. Nếu như chúng ta xét về mức lãi suất đang tăng cao như trong thời điểm hiện tại ở Mỹ, thì khả năng nó sẽ giống như các chu kỳ trước, thì khi mà lãi suất tăng cao thì nó sẽ dẫn đến một trường hợp đó là suy thoái kinh tế hoặc là khủng hoảng tài chính. Và điều này nó đã được xảy ra ở năm 1982, năm 1990, năm 2001 và năm 2007 hay các bạn. Như trên màn hình các bạn cũng đang thấy được, đây là biểu đồ cho thấy tính tương quan giữa lãi suất của Fed và chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500, và đường màu xanh chính là chỉ số của chứng khoán Mỹ S&P 500 hay các bạn. Còn đường màu đỏ ở đây nó thể hiện cho mức lãi suất của Fed trong từng giai đoạn, và khi mà nó xuất hiện lên những cái vùng mà có màu xám như thế này cho thấy rằng là đó là những giai đoạn xảy ra khủng hoảng tài chính hoặc là suy thoái kinh tế hay các bạn. Và các bạn thấy được là khi mà mức lãi suất của Fed ở Mỹ ở trong những giai đoạn là 1980 này, khi mà nó có mức lãi suất rất là cao thì nó đã xảy ra những giai đoạn là suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính ở năm 1982, năm 1991 và gần đây nhất đó là năm 2001 thôi các bạn, khiến cho chỉ số S&P 500 của Mỹ chính là đường màu xanh nó đã giảm đi một cách khá là mạnh. Và một lần nữa đến năm 2007 thì khi mà mức lãi suất tăng cao từ năm 2005, nó đã khiến cho nền kinh tế Mỹ đã rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính nha các bạn, và nó đã làm cho chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 một lần nữa lại tiếp tục giảm rất là mạnh. Sau đó thì nó đã bật tăng và đi vào một giai đoạn uptrend nha các bạn. Đến năm 2020 thì trước đó đó là chính là năm 2015 thì mức lãi suất liên tục tăng cao, và các bạn thấy được là nó đã xảy ra một sự kiện thiên nga đen, đó là đại dịch Covid-19 nó đã xảy ra, khiến cho chỉ số S&P 500 của Mỹ nó đã giảm một cách rất là mạnh, sau đó thì nó bật tăng trở lại. Đến giai đoạn hiện tại chúng ta cũng đang thấy được là mức lãi suất của Fed vẫn tiếp tục tăng lên và nó ngang với mức lãi suất năm 2007 trước cuộc khủng hoảng tài chính, khiến cho các ngân hàng bị đổ vỡ hả các bạn. Vậy nên với mức lãi suất đang tăng mạnh như trong thời điểm hiện tại thì nếu như xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế hay là suy thoái kinh tế vào thời điểm cuối năm nay thì mình nghĩ rằng là thị trường crypto vẫn sẽ có sự biến động rất là mạnh về giá. Ví dụ như nó sẽ có một cái cú đâm, sau đó thì nó sẽ bật tăng trở lại rất là mạnh và nhanh hay các bạn. Và đây là video cho chúng ta thấy được là ở trong những chu kỳ trước đây thì nó có tính tương quan giữa mức lãi suất của Fed cũng như là chỉ số S&P 500 của Mỹ nó liên quan đến như thế nào ở trong những chu kỳ trước. Và nếu như chúng ta đang xét về tính chu kỳ thì ở Bitcoin cũng có tính chu kỳ hay các bạn. Đó là nhờ vào sự kiện halving 4 năm một lần của Bitcoin. Và ở những lần trước đây, ở những chu kỳ trước đây, năm 2012, 2016, 2019 và gần nhất là năm 2023, thì các bạn thấy được đây là những khoảng thời gian mà trước giai đoạn xảy ra cái sự kiện đó là halving của Bitcoin. Và ở những chu kỳ trước thì mỗi lần mà xảy ra sự kiện halving thì trước đó một năm giá của Bitcoin thường sẽ có xu hướng là tạo đáy của chu kỳ hay các bạn, giống như năm 2012, 2016 và 2019. Và các bạn thấy được là ở trước những giai đoạn halving nè, halving chính là cái đường gạch đứt, nét đứt ở đây hay các bạn, thì trước đó một năm giá của Bitcoin đã tạo đáy, chính là bottom ở đây, và nó đã hồi phục lên đến tận là 880% ở năm 2012. Ở năm 2016 cũng tương tự, đó là trước giai đoạn halving một năm nó đã xảy ra tình trạng đó là tạo đáy của chu kỳ, và nó đã tăng lên đến cái mức 375% đến giai đoạn halving luôn ha các bạn. Và ở năm 2019 cũng là thời điểm mà gần đây nhất thì giá của Bitcoin cũng tạo đáy trước giai đoạn halving là một năm, và nó đã tăng lên đến tận là 320% kể từ mức giá đáy ha các bạn. Và trong giai đoạn hiện tại là năm 2023 thì giá của Bitcoin đã hồi phục kể từ mức giá đáy là 15.000 cho đến 16.000 đến mức giá là 30-31.000 đô, thì nó cũng tăng khoảng là 100% ha các bạn. Vậy thì nếu như chúng ta xét ở những chu kỳ trước nó đã có biên độ tăng là khoảng 320% đến 880% kể từ mức giá đáy, thì giá của Bitcoin vẫn có thể là nó sẽ tiếp tục tăng từ giai đoạn tháng 5 cho đến tháng 6 sắp tới. Theo các bạn thì giá của Bitcoin có còn tăng kể từ mức giá đáy giống như những chu kỳ trước đây hay không? Cuối cùng là về video phân tích kỹ thuật, thì như các bạn cũng đang thấy trên màn hình, đây là video của vốn hóa cả thị trường crypto ở trên khung thời gian tuần. Và trên khung thời gian tuần thì biểu đồ vốn hóa đã phá đi vùng kháng cự quan trọng, đó là vùng 1.200 tỷ đô thôi các bạn, chính là vùng màu đỏ ở đây. Giá đã đóng nến ở phía trên cả vùng màu đỏ cho thấy rằng là vùng kháng cự này đã bị phá vỡ. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa xác nhận được điều này nó đã được xảy ra hay chưa, bởi vì là ngay lập tức sau đó là tuần trước thì nó đã đóng nến là một cụm nến nhắn chìm giảm giá hay các bạn. Và có thể sau cụm nến này
thì vốn hóa thị trường có thể quay về retest cái vùng hỗ trợ, đó là vùng 900 cho đến 1.000 tỷ đô ở trên khung thời gian tuần trước khi mà tiếp tục tăng ha các bạn. Và khi mà vốn hóa nó retest lại vùng 900 cho đến 1.000 tỷ đô á, thì giá của Bitcoin có thể quay trở về vùng 20 cho đến 23.000 đô trong thời gian tới. Với quan điểm của cá nhân mình thì giá của Bitcoin nếu như có quay về khu vực 20.000 đô thì mình sẽ mua khá là nhiều Bitcoin cũng như là Ethereum ở tại khu vực đó, bởi vì đây chính là một vùng hỗ trợ quan trọng của Bitcoin. Nó cũng chính là vùng đỉnh của Bitcoin ở năm 2017, và hiện tại các bạn thấy được đây cũng chính là vùng hỗ trợ tương đối quan trọng của Bitcoin ở trên khung thời gian ngày và khung thời gian tuần. Về biểu đồ kỹ thuật của Ethereum thì như các bạn cũng đang thấy trên màn hình, thì trên khung thời gian ngày giá của Ethereum đã phá đi vùng kháng cự quan trọng, vùng key level quan trọng trong xu hướng giảm, đó là vùng 1.900 cho đến 2.000 đô thôi các bạn. Và các bạn thấy được là giá đã phá lên và phá đi cấu trúc xu hướng giảm. Hiện tại thì nó đã thực hiện lên cấu trúc xu hướng tăng ha các bạn. Đó là đỉnh sau cao hơn các đỉnh trước và đáy sau nó cũng đang cao hơn các đáy trước. Và với cấu trúc xu hướng tăng của Ethereum hiện tại đã diễn ra ở trên khung thời gian tuần, thì nếu như trong trường hợp Ethereum có giảm về vùng 1.300 cho đến một vùng 1.500 đô á, thì mình sẽ tiếp tục là mua thêm vào Ethereum khá là nhiều. Trên khung thời gian ngắn hạn thì Ethereum đã phá đi cấu trúc xu hướng tăng ha các bạn, khi mà giá đã phá đi vùng hỗ trợ quan trọng, đó là vùng 1.850 đô, và hiện tại thì giá đang quay lên để retest lại vùng kháng cự, đó là vùng 1.900 đô thôi các bạn. Và các bạn thấy được là tại đây thì nó đang có những áp lực để bán ra Ethereum, và nếu như trong trường hợp mà vùng kháng cự này bị phá qua thì lúc đó các bạn thấy được là Ethereum sẽ tiếp tục quay trở lại xu hướng tăng và tiếp diễn nên hai cấu trúc xu hướng tăng đã được đồng thuận, đó là trên khung thời gian 4 giờ và khung thời gian ngày nó đã đồng thuận lên xu hướng tăng, thì lúc đó cái xác suất mà Ethereum tiếp tục tăng giá nó sẽ trở nên cao hơn. Tóm lại trong giai đoạn này thì giá của Bitcoin đã xuất hiện nên một tín hiệu tăng giá đầu tiên, đó là cụm nến bullish engulfing, là cụm nến nhắn chìm tăng giá tại khu vực hỗ trợ 26 cho đến 27.000 đô. Nhưng mà đây không phải là setup cho thấy là 100% chắc chắn là giá của Bitcoin nó sẽ tăng hay các bạn, mà sẽ có trường hợp ngược lại là giá nó sẽ giảm xuống và thủng luôn cả vùng hỗ trợ 26.000 đô. Vì vậy chúng ta cũng cần cân nhắc thật là kỹ lưỡng cái việc quản lý vốn để vào lệnh nha. Kỳ vọng nhịp sóng tăng này thì giá của Bitcoin sẽ tiếp tục tăng lên vùng kháng cự, đó là vùng 30.500 đô cho đến vùng 32.000 đô trên khung thời gian ngày. Các bạn đang cần phân tích về đồng altcoin nào thì nhớ để lại một bình luận ở dưới video này nha. Nếu anh chị thấy thích video và thấy thông tin trong video này hữu ích thì nhớ nhấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ team mình nha. Thông tin trong video là thông tin tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.